Bạn có tin được không? Đây là những tác phẩm được tạo ra chỉ trong vòng 1 đến 2 tiếng. Những cuốn truyện tranh cực hấp dẫn và thú vị được in ra mang về. Những bức tranh ý nghĩa được in ra và ký tặng gia đình. Những bản nhạc hay dành tặng người thân. Đây là chương trình chạy hè AI lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, giúp tất cả mọi người từ 10 tuổi đến 60 tuổi, dù không biết gì, cũng có thể tiếp cận trí thông minh nhân tạo để làm ra những sản phẩm hữu ích và giá trị. Với cái thế giới AI này, nó phá vỡ mọi giới hạn. Chúng ta không còn những cái rào cản nào liên quan tới công cụ cả. Bạn hồi xưa có thể phải học nhạc mới sản xuất được một bản nhạc, học vẽ mới làm được bức tranh. Nhưng với AI nó không cần thiết phải học quá nhiều, mà bạn chỉ cần một công cụ, có thể là một prompt, có thể làm ra bức tranh một cái bản nhạc. Cái hay nhất của chương trình chạy hè AI nó chính là tư duy. Tư duy là gì? Là cách bạn trò chuyện với AI và cách bạn có thể đủ linh hoạt để cập nhật tất cả những cái ứng dụng AI sắp tới. Khi để chúng ta làm thì chúng ta hiểu là bắt đầu là chúng ta để nó tìm cái nội dung content text hay là ảnh hay là gì, với mục tiêu gì, với mục đích gì, thì thể hiện được cảm xúc gì. Là Vũ muốn lấy một cái bát ăn cơm, Vũ bảo như là lấy hộ tôi cái ba. Toàn giọng như giọng AI luôn. Nhưng mà phương thức của bọn tôi là phương thức đơn giản thôi, mà là bọn tôi đơn giản tất cả những kiến thức về AI để có thể từ trẻ em đến những người cao tuổi đều có thể học được, thực hành được. Trại hè còn là nơi khơi dậy sự sáng tạo, tạo lập kỹ năng mềm và là nơi kết nối giao lưu với cộng đồng có cùng sở thích và đam mê. Nó bây giờ đang làm gì ạ? Là bạn Messi. Thực sự đây là một cái trại hè đầu tiên mà những người khi ra về từ trẻ đến già cầm được tác phẩm cầm ở tay. Thì điều đó chứng minh rằng là AI không hề là một cái thứ gì đó nó xa vời. Một người bình thường có thể tạo ra được một bức tranh mang về tặng vợ, con và bố mẹ mình. Và tất cả những cái thứ đấy đều có ý nghĩa. Bởi vì với bọn tôi, một sản phẩm AI mà không đem lại giá trị cho cuộc sống thì nó sẽ là một sản phẩm không có ý nghĩa. Vẽ luôn cho cái tương đối gần công việc của mình. Ở đây là một phòng học rất là hiện đại. Chúng ta sử dụng toàn bộ tư duy chúng ta để sản xuất ra một bức tranh này. Nó sẽ áp dụng đúng cái tư duy này để về sau sản xuất ra những cái sản phẩm khác như âm nhạc, như video. Và đây là một cái cách để chúng ta học tốt nhất. Lớp học quả thật là nó có thể là đi tiên phong truyền tải cái ý nghĩa về cái công nghệ AI. Em cảm thấy em học được rất là nhiều thứ tuyệt vời mới ạ. Vẽ tranh cái cứ làm truyện tranh ấy, làm video. Thế con thích hoạt động nào nhất nhỉ? Con thích vẽ tranh nhất ạ. Vì sao? Con không biết nữa. Tại vì có thể tạo ra được truyện tranh để tặng cho người thân hoặc là con đọc. Sử dụng các cái ứng dụng AI để sáng tác ra những các tác phẩm nghệ thuật theo cái ý sở thích của mình, theo cái ý muốn của mình, mà từ trước đến giờ mình không bao giờ mình sẽ có cơ hội mình làm được nếu như mà không có cái ứng dụng công nghệ AI này. Qua chương trình thì con cũng thấy là nó rất là thú vị vì sau này có thể ứng dụng được nhiều thứ trong tương lai. Và chúng tôi không chỉ dừng tháng hè này đâu. Tháng 7 này chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội trại hè nữa. Và tôi mong rằng là mùa hè này, mùa đông này, mùa xuân này, đúng không? Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tạo cho các bạn những giá trị rất là hay ho đấy.